Xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình. Hôm nay chúng tôi lại mới về thêm cho các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng là Toyota nhưng rất hot tại thị trường Việt Nam hiện nay. Có những thời điểm phải lắp thêm phụ kiện lên đến khoảng tầm 6 đến 70 triệu phụ kiện. Chính là mẫu xe Toyota Cross các bạn nhé. Từ năm 2020 thì Toyota Cross này luôn luôn là một cái mẫu xe rất là hot tại thị trường. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây, Toyota Cross phiên bản sản xuất năm 2020. Cross thì cũng có khá nhiều các phiên bản, trong đó là có bản H hay là gọi bản Hybrid, bản V và bản G. Đây là bản V là bản cao cấp các bạn nhé. Đấy, bản V là bản cao cấp. Đây, hệ thống đèn các bạn có thể nhìn thấy đây, hệ thống đèn này được trang bị dạng bóng chiếu projector. Và ngoài ra thì cái phiên bản này đã được trang bị công nghệ đèn LED ban ngày cũng như hệ thống đèn LED rồi các bạn nhé. Rồi chúng ta có cảm biến tiến phía trước, đèn gầm. Đấy, mâm xe dạng thể thao các bạn nhé, mâm xe dạng thể thao. Đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2023 các bạn nhé. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023, rất là mới. Đây các bạn nhìn này, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 các bạn nhé. Tháng 5 năm 2023, đây các bạn nhìn. Xe hiện tại đang có mặt tại số 17 Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình các bạn nhé. Là vương quốc của những mẫu xe 7 chỗ gầm cao các bạn ạ. Vương quốc của những mẫu xe 7 chỗ gầm cao, đây, Toyota Cross các bạn nhé. Rất là mới, đẹp và thực sự đẳng cấp, rất mới, rất đẹp và thực sự đẳng cấp các bạn nhé. Toyota Cross các bạn nhé. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố, xe có bị tai nạn hay không, bị ngập nước hay chưa, tháo cỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý cho các bạn hay không các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, chúng là rất đẹp các bạn ạ. Đây các bạn nhìn nào. Ghế đây trang bị ghế chỉnh điện các bạn nhé, ghế chỉnh điện. Màn hình cỡ lớn này. Đây. Chế độ gạt mưa tự động rồi các bạn nhá, cũng hiện đại lắm. Gạt mưa tự động rồi cái này được gương chiếu hậu tự động chống chói này. Rồi chúng ta có cruise control này. Chưa có lấy biển số trên vô lăng nhưng có gạt mưa tự động rồi. Màn hình cỡ lớn rồi, hộp số tự động rồi. Đây các bạn nhìn này, chưa có phanh điện tử các bạn ạ, nhưng có cân bằng điện tử rồi, có đèn lồi thông minh, đấy, đèn lồi thông minh, chất liệu ghế da màu đen các bạn nhé, chất liệu ghế da màu đen, chất liệu ghế da màu đen. Xe thì các bạn có thể thấy xe Cross rất đẹp, khá là mới các bạn nhé, rất là mới. Đây tối nay chúng tôi sẽ đèn lồi lên cho các bạn xem nào. 14.500 cây. Mới đi có vạn tư thôi các bạn nhá. Một vạn tư thôi, phải nói rằng là hiếm có các bạn nhá. Đấy, đi một vạn tư thôi. Rất đẹp. Toyota Cross trang bị rất nhiều phụ kiện các bạn nhá. Rất nhiều phụ kiện dán phim với nhật vi cun cool, chính hãng các bạn nhá. Anh chị em thân mến thì xe này hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá có nhô 800 triệu một tí thôi các bạn nhá. Và giá thì có thể thương lượng được. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm thì gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi 0965525989. Đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì hãy ấn like, subscribe kênh. Chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Chúc quý chị quan tâm nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.